Xin kính chào tất cả toàn thể mọi người. Em là Khả Năng Ô Tô, hôm nay mới cắt quả tóc mát mẻ luôn. Khả Năng Ô Tô xin kính chào, kính chúc tất cả mọi người đang xem video đây là kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, thành công, may mắn nhé. Hôm nay Khả Năng sẽ lên sóng một những mẫu xe mới về và xin phép được quay qua những cái xe nhà em ở bãi đây. Nó nhiều quá không có chỗ để luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, nói chung là đợt này thì vào rất là nhiều xe anh em nhìn này, một hàng 2 3 4 5 6 7 8 9 hàng. 9 hàng xong đó đây, 10 hàng, 11 hàng. Anh em cứ tính khoảng nhanh thôi em, khoảng tầm 30 xe một hàng đến 20 thôi thì đã là hơn 250 rồi. Đúng không? Có còn này hàng thì 10 xe, hàng thì 17 xe rồi, hàng thì 20 xe, 30 xe, anh em cứ tính cho em khoảng tầm 250 xe. Đấy, nó nhiều quá. Đấy, giá tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Quý vị anh chị cứ an tâm, tình trạng xe cộ như nào Khả Năng Ô Tô sẽ báo hết cho các bà con các bác anh chị. Những mẫu xe bên em đây này, nó hợp lý giá nào thì em sẽ cân đối để cho bà con các bác anh chị được thấp giá nhất, không qua cầu qua kèo gì cả. Anh em đi mua xe không cần phải gọi thợ gọi thuyền gì cả, Khả Năng Ô Tô ở đây và kiểm tra cho bà con, vì em là người chịu trách nhiệm trực tiếp với khách hàng. Và những mẫu xe bên em đưa ra thì em sẽ là người phụ trách bán hàng cho bà con. Còn lại anh em đến mà anh em không gọi cho em, anh em qua một người nào đó hoặc là bất kỳ ai thì cũng đều là không phải là của Khả Năng Ô Tô nữa rồi các bác nhé. Thì bọn em thì có khách hàng mà của Khả Năng Ô Tô riêng thôi, chứ không làm chung. Ở đây vì ví dụ như khách của ai người đấy được lương ấy anh em ạ. Làm ở đâu cũng vậy mà, anh em làm kinh doanh anh em biết thừa rồi, ông nào đưa khách đến thì ông ấy sẽ được lương. Nhưng mà thì em là người trả lương cho anh em mà, em biết. Nên là anh em mà được người khác dẫn đến gọi cho em cũng được, là người ta cũng được lương. Ví dụ như là anh em thợ dẫn đến, chú ơi anh dẫn thợ đến chú để cho anh mấy triệu tiền lương, thế em phải gửi lương người ta. Nhưng khách hàng mà đã gọi điện cho Khả Năng Ô Tô, anh em ơi ngày mai anh ra xem xe em nhé, bãi xe nhà em ở đâu, gửi định vị cho anh đi, ngày mai anh đến này em cắt hết lương của các bác khác, không ai có lương nữa. Vì gặp trực tiếp với chủ cửa hàng, anh em hiểu ý không? Đấy, nên là quý vị anh chị, bà con các bác là khách hàng của Khả Năng Ô Tô, 148.000 người đang theo dõi Khả Năng Ô Tô đây. Em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh. Anh em ra đến nhà em bớt không dưới 15 triệu một xe các bác nhé. Không dưới 15 triệu một xe, kể cả xe mới về hay xe cũ về. Nói chung là em Khả Năng thì rất là thoải mái thôi. Anh em thuận mua vừa bán, chưa đến mời anh em đi ăn cơm, bất kể bác khách nào, kể cả mua hay không mua, trừ khi em không có nhà hoặc là em đi đâu có việc gì bận quá không đi làm, hoặc là em ốm đau ở nhà, hay là em đi đám cưới đám trèo, các bác thông cảm cho em. Còn lại là tất cả những mẫu xe em đều có bớt cho khách hàng nhé. Alo em Khả Năng đây ạ. Anh ơi. Dạ. Anh ơi gửi cuốn 209 thôi anh ạ. 209 thôi, 10. Lanh quanh khoảng 228. Quá tiền quá à. Thế anh ấy mua Kia Carnival mấy dầu không? Ừ. Cũng hay có đấy, anh tính toán này gọi em phát nhé. Ok. Ok anh em nhé. Cứ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau phát cho tình cảm nhé. Rồi em lưu số vào. Anh em ở đâu nhỉ? Bắc Linh à? Bắc Linh quê mình Quan Họ đúng không? Ok. Em lưu vào đây, lúc nào có em kết nối cho cũng được. Em thấy anh em nó chào bán em gọi cho nhé. Tự đi mà mua cho nó vẻ. Ok anh nhé. Em chào anh. Vâng. Đây, ví dụ như cái con này đây. Con Mitsubishi Mirai, con này là form cũ. Con này form mới đời 2016, lăn bánh lần đầu 2017 thì em để cho anh Tiệp. Anh Tiệp người Thái Bình rồi, bán cho anh có 230 thôi. Con đấy thì em bán cho anh 230 rồi, con đấy zin hết, đẹp lắm, sạch sẽ. Em bán 23, con xe gia đình. Còn con xe này nó là form cũ thì nó rẻ hơn. Lúc đầu thì Khả Năng đưa ra giá là 218 triệu. Nhưng mà em thấy nó lâu lâu rồi, để hơn tháng này rồi mà chưa có khách hàng, thì em tiếp tục giảm giá để cho bà con là 198 triệu. Nhưng khách hàng của Khả Năng Ô Tô là em vẫn còn lọc lá còn bớt các bác nhé. Nên dòng này thì nói thật bà con các bác anh chị là em bán được khoảng tầm 200 là sẽ có lời khoảng tầm 15 triệu. Nhưng hôm nay mà em sẽ tiếp tục giảm giá trên cái video này luôn. Các bác nào mà quý Khả Năng Ô Tô, alo cho em mua một mẫu xe nhập khẩu Thái Lan, nguyên chiếc, động cơ 1.2. Nó giống như Morning và i10, nhưng mà Morning i10 mà qua dịch vụ rồi không ăn được nó đâu. Con này nó nhìn cứng lắm, đẹp, nhưng mà form dáng với đồ đạc phụ tùng của nó thì không nhiều bằng i10. Nhưng mà Mitsubishi giờ có nhà máy ở Việt Nam rồi nên anh em không đừng có lo. Đúng không ạ? Mirai này nó khá là bền và đẹp đấy, nội thất đẹp anh em nhìn này, không khoan đục luôn, không taxi nhưng mà nó chắc có dịch vụ hay sao ấy.
nhìn nó cũng bình thường thôi, nó hơi mòn tí củ số đây đấy, và cái vô lăng thì còn khá là đẹp và không bị mòn đấy. Thì cái này thì không có dán cái gì, không có đồng hồ, không có tinh tiền đấy, trần nỉ nguyên bản. Nói chung cái cửa tiền 198 triệu mà còn bớt thì các bác cảm thấy nó rất hợp lý không ạ? Còn con xe mà đã đâm đụng va chạm rồi thì nó kém đi rồi đấy, thì giá nào người ta cũng bán các bạn. Còn con xe nó cứng như này thì anh em cố gắng một chút, em sẽ bớt rất là sâu. Quý vị anh chị thu vốn con này chính xác thì sẽ thu vốn nhé, không có để dài dòng đâu, thu vốn chính xác, thu vốn thôi, thu vốn mà làm bán khác, xe còn nhiều mà đấy, nhà nhiều xe lắm chứ không phải một hai xe. Con này đi ngon lắm nhá, đi rất là êm, động cơ 1.2 mà như củ số này, bàn đạp chân phanh chân cô chân ga còn rất là mới này. Con này có khi chỉ đi được khoảng tanh quanh khoảng 15-17 vạn là cùng thôi, có thể 15-17 vạn thôi, chỉ trên đồng hồ là 9.3 vạn chắc không đúng đâu, là bọn em chặn tua đồng hồ chỉ 200.000 thôi, nhưng mà em không tua. Con này không tua, có thể là thợ trước người ta tua hoặc là anh em nhân dân người ta thu là chuyện bình thường. Bây giờ các bác nhân dân tỉnh đoàn lắm, biết thừa chỗ nào tua đồng hồ. Ôi con này keo chỉ zin hết các bác nhé, keo chỉ zin hết luôn, rất là sạch sẽ và đẹp, với cửa tiền mà anh quanh chỉ có 190 thôi, 190 là bán rồi, bao hồ sơ mà anh em là khéo mồm vẫn bớt được. Hôm nào mà mát tính em bớt mạnh lắm anh em, cứ đến cửa hàng cơ, chứ anh em bớt qua điện thoại em không thích đâu. Nhiều bác cứ gọi điện này. Con này để cho anh 150 nhá. Ui nghe nó bực, giọng nó chối. Mình là người phục vụ thôi nhưng mình chối lắm, nghe nó khó chịu. Nhiều anh em phải thông cảm. Thì làm xe mà đây thì như tất cả những mẫu xe này khả năng ô tô đã nhận cọc và bán cho khách hàng. Đấy, để chờ ngày bàn giao cho khách hàng đây. Các bác nhìn thấy chưa? Một ngày mà em xuất thấp nhất là phải 5 xe. Em thề quý vị chị sai ra đường xét đánh luôn. Còn nhiều ngày thì 13 xe, hôm nào 10 xe là chuyện bình thường. Đấy nên quý vị anh chị thông cảm, bọn em không phải là ế đâu, bọn em toàn quảng cáo đây thôi, chứ còn mua xe lúc nào cũng mua mà lúc nào cũng bán. Nên là có những con xe để lâu rồi thì em cắt nỗ, còn có những chiếc xe mà để mà cắt nỗ nhưng vẫn còn hòa hoặc còn lãi. Có những chiếc thì lỗ vài chục triệu anh em lại không biết, nói lại không tin. Đấy, thì thôi anh em thông cảm. Đây, Nissan Sunny đời 2015 màu đỏ, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh thôi. Chiếc xe này thì trước là taxi dịch vụ ra và bây giờ sang tên biển Quảng Ninh rồi. Anh em đang tháo biển nắp một con khác để đi giao cho khách hàng rồi. Đôi khi bây giờ đi đường cao tốc nó cần có biển để làm thí phí ETC đấy. Em tháo là em nắp vào cái xe khác để em chạy để cho nó đi giao xe cho khách hàng. Con này thì trước là taxi các bác nhé, nhưng mà bây giờ giá rất là rẻ thôi, để cho anh em khoảng 201 đời 2015. Các bác cảm thấy hợp lý chưa? Đấy, hỗ trợ bao rút hồ sơ sang tên cho bà con các bác anh chị luôn. Anh em nào alo cho khả năng thì sẽ được giá rất là hời và đẹp. Nissan Sunny khá là ok các bác, khá là ok. Vì máy của nó vẫn còn zin đẹp, đời 2015. Còn Vios nhiều con này là hỏng rồi cơ, mà máy còn ra máy rồi cơ, là chuyện bình thường. Đấy, con xe này, con Vios đời 2018 này thì em để cho khách hàng Ninh Bình đang làm trả góp. Hơn một tháng rồi mới được duyệt hồ sơ này. Lâu kinh thực, trả góp lần này duyệt hồ sơ hơi lâu tí. Đây, Kia Forte phân khúc hạng C, số tự động đời 2012. Em đang niêm yết là 338 triệu, vẫn bớt lọc lá cho bà con nhiều. Em làm video riêng vừa làm xong nhé, em sẽ lên sóng báo giá cho bà con sau. Tiếp theo là CX đời 2009, con này thì 220 thôi, 228 triệệu để cho bà con 220 bao hồ sơ nhé. Đời 2009 nhập Hàn, động cơ 1.6 số tự động cửa lóc túi khí ABS biển Thanh Hóa, màn lưới sơ màu đen, phần khúc hạng C con này đẹp nhất, form dáng đẹp, anh em nhìn con đẹp hơn cả con Forte luôn, form dáng nó cực châu Âu luôn, các bác nhìn không, nhìn nó đẹp chưa? Đấy, form dáng đẹp hơn cả Forte đấy, nhưng mà giá thì ít hơn Forte hàng trăm triệu đồng, rẻ hơn Forte hàng trăm triệu, rẻ hơn Antis khoảng gần 200 triệu. Đấy, đây cùng đời cùng phân khúc mà con này nó bị hắt hủi kinh khủng luôn. Nên là đời 2009 Antis phải tầm 330 mới mua được. Đời 2009 nhá, con này chỉ 220 thôi mà còn bớt. Đấy, xe đẹp. Con này quá bị tội tình luôn. Là do cái công tác marketing ở Việt Nam mình kém, con này là bị đồn thổi là bị kém. Nên là bây giờ ngày trước là dù yếu là do thợ kém thôi. Thợ không đủ tay nghề để sửa chữa, đồ đạc thiếu. Bây giờ nó có nhiều đồ rồi thì nó lại rẻ rồi thì mà nó cứ rẻ mãi thôi, nó không đắt được nữa. Nên là con ấy bị hắt hủi, nhưng mà thực ra này đi rất là đầm và chắc sướng nhá. Nhiều bác vẫn đang đi sử dụng rất là ngon. Anh em nào nghiên cứu dòng này với cái cửa tiền nó chỉ hơn 200 thôi thì anh em alo cho em. Tiếp theo Innova V phiên bản số tự động các bác nhé, V là số tự động rồi đấy, đời 2009 các bác. Con này là form mới rồi mà, đời 2011-12 này. Thôi rồi, em tí nữa em sẽ cho giá bán và trực tiếp chiếc xe này luôn để anh em quay cho anh em cái giá hợp lý này. Nó loanh quanh hơn 3 đồng thôi các bác nhé, hơn 3 đồng. Đấy, đời 2011. Thì em sẽ phải xem giấy tờ cơ và cân đối xem anh em mua tổng kết mua bao nhiêu này, sửa chữa lên bao nhiêu này, lãi cộng thêm khoảng 20 triệu.
20 triệu rồi, đến lúc bán là phải trả lương người này người khác thì anh quanh chỉ lãi được có 15 triệu thôi. Còn nhiều bố cứ nói là lãi nhiều thế, làm gì mà lãi nhiều thế, mà chúng mày nói thế ai tin, thì thực sự là cũng khó nhỉ. Ví dụ như con xe này đời 2011, Khả Năng Ô Tô đưa ra cái mức giá bán là 318 triệu cho anh em quay. Nhưng khách hàng Khả Năng Ô Tô bớt ngay 15 triệu cho anh em là xuống tiền. Bớt 15 triệu nếu anh em bao rút hồ sơ cộng cho em 2 triệu rưỡi. Còn để nguyên giá 315 triệu hay 312 triệu em bao sang tên chính chủ cho anh em luôn. Được chưa? Đấy, đã rẻ chưa? Mà phân khúc hạng C, xe gia đình, không khoan đục, không taxi, số tự động cơ mà, gẩy số vô lăng rồi. Còn nếu chưa gẩy số vô lăng thì đời 2009 nhà em bán có 270-260 thôi. Số tự động luôn, 260 là bán rồi. Đời 2009 biển Hà Nội luôn. Đấy, nên là nhiều anh em cứ tính mà sao đời 2011 với 2016, 2009 lại chênh nhau nhiều thế. Vì con này 2011, đấy, nó form mới, củ số nó cũng mới, đấy. Cái củ số kia là dích dắc, con này củ số thì nó là củ số tròn đấy kia kìa. Đấy, nó khác nhau, số mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn, đẹp hơn, form mới này, nhìn đẹp hơn, cứng hơn. Máy thì DHC giống nhau thôi, nhưng mà con này form mới đẹp hơn rất là nhiều. Em đã quay cái chiếc này và chiếc kia rồi để phục vụ cho bà con sau. Đấy, tiếp theo là Vios này, Vios đời 2015. Chiếc này phiên bản số sàn động cơ 1.5, nên quanh là hơn 3 đồng thôi anh em, 3 đồng 2. Đấy, thì để cho bà con giá còn êm nữa anh em nhé. Tiếp theo là Hyundai Getz nhé. Getz thì đời 2009 này, động cơ 1.1 số sàn. Chiếc này thì thú thật với bà con, có mấy anh chị nào em để lâu rồi, để 2 tháng nay rồi. Con này thì cũng cắt nỗ thôi cho bà con thôi. Đấy, giá này miết là 139 triệu đây, thì để cho bà con 125 triệu. Là lỗ rồi nhá. Con này mua là 118 triệu. 118 triệu về bán 139, nhưng mà nó phát sinh thêm là sơn si. Sau đó là nó đăng kiểm mới. Vừa đăng kiểm xong tháng 7 năm 2023 đây. Dòng này là đăng kiểm 1 năm một lần các bác nhá. Nó mới có ý định mới là 1 năm một lần đăng kiểm rồi. Nên là khá là ok. Đèn đóm anh em thay mới đây, đẹp chưa? Không nổi. Máy mà nó nọ là máy nó hơi kém kém một tí thì em cho đi làm lại xác măng rồi. Bây giờ ngon rồi. Con này giờ đi ngon luôn mà tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ loanh quanh khoảng 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 km thôi. Dòng này thì em đang để cho bà con các bác anh chị với cửa tiền rất hợp lý, 125 triệu. Đấy. Tiếp theo, Venturer. Đây là một mẫu xe phân khúc cao cấp của cái nhà xe Innova. Innova Venturer này là phiên bản số tự động các bác nhé. Động cơ 2.0. Chiếc này nó sinh năm 2018 các bác nhé. Dòng Venturer động cơ 2.0 số tự động. Dòng này vẫn còn dưới phiên khúc bản V một chút. Bản V thì nanh quanh khoảng tầm 650. Con này thì nó chỉ nanh quanh 620 thôi. Chính xác thì giá bán này, cửa hàng đang để là 628 triệu. Một chủ từ đầu, biển Thái Bình, tên tư nhân. Đấy. Venturer thì nó có thêm những cái ứng cái option, ví dụ như cái body kit ở dưới chân này. Anh em nhìn viền này, nhìn khá đẹp và sang chảnh. Dòng số tự động nhưng mà đằng sau nó có chữ viết thêm chữ Venturer. Đấy, đại loại như vậy anh em tìm hiểu thêm. Đấy, máy có 3 chế độ nhá, Power, Normal và cái Eco. Anh em có thể bật 3 chế độ đấy để anh em đi trên đường. Con này đi khá là bốc và đầm chắc. Về form dáng thì con Venturer này nó body kit nó đẹp hơn so với Innova. Innova không ăn được nó được các bạn. Này, nó body kit vào phát nhìn trông phát sang chảnh. Xe nội thất đẹp như mới này, sơn xi sơn zin còn nguyên cây. Khả năng thì em sẽ cho đi đánh bóng và tỉa toát lại tí sơn. Đây anh em nhìn này, sơn zin này. Sức một tí vào sơn zin ngay. Đấy, zin hết. Máy số thân vỏ keo chỉ zin 100%. 620 các bác nhé. Đấy. Còn bớt còn một lá còn bao hồ sơ. Giá tiền nó lớn thế này anh em làm trả góp 70% giá trị xe. Anh em chỉ từ khoảng tầm khuôn 200 triệu là em sẽ làm trả góp chiếc này cho bà con các anh chị luôn. Đấy, anh em người Thái Bình giữ biển luôn nhé các bác nhé. Anh em tỉnh khác thì mua xe này về đi công vụ cực kỳ ok. Đây, Đức Hà đây anh em. Y20 đời 2011. Cửa tiền 260 nhé, còn bớt. Giá này biết thì 268 triệu đồng. Màu đỏ quá đẹp, anh em đừng mua Y10 nữa, mua con này đi. Đời thấp một tí nhưng mà chất lượng nó khá ok. Đây, zin hết nhé. Máy zin, ra mặt máy rồi. Còn đâu là xe rất là đẹp anh em nhỉ. Y20 nó rộng rãi hơn Y10. Đây anh em nghe Đức Hà chém gió này. Đấy. 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 Y20 thì nó động cơ 1.4 nhá. Y10 thì 1.2, 1.0, còn Y20 1.4. Thì nó đi bốc hơn, khỏe hơn một chút so với Y10. Tiếp theo là Kia K3. K3 màu đỏ động cơ 2.0. Bình thường thì nó 1.6 và 2.0 thì 2.0 là bản cao cấp. Người ta cứ nghĩ 2.0 sẽ tốn xăng hơn, nhưng nó đẹp hơn và đắt tiền hơn so với 1.6. Không phải là nghĩ đâu mà thực tế luôn. Nếu 2.0 đi sẽ tốn xăng hơn so với động cơ 1.6 một xíu thôi. Nhưng nếu đi đồi núi dốc mà đi đường trường ấy thì con này nó lại đi mướt hơn, sướng hơn, đầm hơn, chắc hơn, khỏe hơn.
Đấy, nếu có tải thì nó khỏe hơn, đỡ tốn xăng hơn mấy con 1.6. Đấy, nhưng mà nó tranh nhau chẳng mấy đâu. Biển Hà Nội tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, đời 2015, 428 triệu đồng là giá lên biết khả năng ô tô đưa ra. Còn bớt, còn độc lá, còn ba rút hồ sơ, màu đỏ cực đẹp cho anh em nào yêu thích cái màu gam màu nóng này. 420 còn bớt nhá anh em. Biển Hà Nội tư nhân chính chủ luôn, xe đẹp. Không nỗi, máy gì, keo chỉ zin. Đấy, đời cao lắm anh em ơi. Dòng này thì nó là phân khúc hạng C rồi. K3 đời 2015, úi dồi ôi đẹp lắm các bạn. Cruise control này, phím bấm vô lăng tích hợp này, có nhớ ghế này. Bản cao cấp thì nó có ghế điện và nhớ ghế các bác nhé. Nhớ điện này, ghế điện, cùng cửa lóc, cùng túi khí, cùng phanh ABS các bác nhé. Rất nhiều ứng dụng luôn. Em sẽ lên sóng sau. Còn đây, nghe bạn ơi. Ơi, ơ bạn làm cái gì đó hợp lý thì bạn làm nó tới. Nha, ok. Ok bạn nhé. Đây, Hyundai Accent đời 2018, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Em có vừa lên sóng báo giá cho bà con. Em có video riêng chiếc này rồi. Quý vị anh chị nào mà muốn quan tâm xe Accent, giá nó hợp lý. Chiếc này thì em đang để limit là 390, để cho bà con có anh chị nè. Dưới giá đấy rất là nhiều. Quý vị anh chị là chỉ cần alo cho khả năng ô tô thôi. Trước khi đi, bất kể mẫu xe nào bên em đều có bớt, có lọc lá và có ba rút hồ sơ cho quý vị anh chị các bác nhé. Anh em cứ an tâm, chất lượng này nó thể hiện ở cái chiếc xe. Còn nếu xe lỗi, xe đâm đụng hoặc xe qua dịch vụ rồi thì nó rẻ hơn. Ví dụ như bản thiếu thì nó chỉ loanh quanh 340-350 thôi nhé. 340 đời 2018 thôi. Còn đây là bản đủ, biển Hà Nội nó cũng đắt hơn một chút anh em ạ. Anh em là người Hà Nội, anh em giữ biển này, anh em đi kinh doanh dịch vụ thì khá là ok. Khá là ok các bạn. Đấy, cửa tiền nó hợp lý mà. Màu đen, ngọc đen thế này anh em về làm xe dịch vụ cũng rất là ok nhé. Còn đây, trong bãi nhà khả năng thì còn khoảng tầm khuôn 200 cái nữa. Nên các bác cứ an tâm, đến mua xe kiểu gì cũng có xe đi về. Kiểu gì cũng có nhá. Rất là nhiều xe, quý vị anh chị. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp Khả Năng Ô Tô. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đăng. Xin chào và hẹn gặp lại.